hơ ấy, tại rừng cây mát mẻ gần thị trấn đê nước sô trước hội chúng tỳ kheo đức phật có dạy như sau này chư tỳ kheo ở đây là thị trấn đê được nói dành là trụ phú đẹp đẽ thạch màu đời sống vật chất ở đây thật là sung túc khắp các đường phố người ta trưng bày hàng hoa tươi mắt, khêu gợi lòng tham. Sau các cửa sổ có rèm lụa và trước cửa mọi nhà, những cô gái mỹ miều, duyên dáng, được phục sức và trang điểm bằng châu báu, hương thơm và tràn hoa. Cái trò dù hí, hoang lạc, với trống đánh và kèn thổi, những nhạc ca du dương, trỗi lên như sân khấu ở cõi trời. Này các tỳ kheo, thật là dễ dàng thầy khi đi trì bình khất thật, với cơm với bánh, với thức ăn cứng và mềm, vừa đủ no lòng. Mà cũng thật là khó khăn thầy khi phải thu thúc lục căng, trang nghiêm thần, trang nghiêm giới, sống đời tiết độ chánh hạnh mà không sao động, không có rối loạn tâm, không có trao đạo trí. Đức Bổn Sư tiếp giọng phàm âm, như tiếng sấm giữa hư không lúc trời mưa. Này các tỳ kheo, hãy nghe đây. Đứng trên đỉnh cao ngàn trượng, còn dễ dàng hơn là thấy sắc đẹp của mỹ nhân mà không nhìn. Đứng trên bờ hố than hồng còn dễ dàng hơn là trước âm thanh quyến rũ của tiên nữ mà không nghe. Suy ra, mùi hương, vị ngon, xúc chạm êm mãi cũng đều là như vậy. Các thầy nghĩ như thế nào? Ví như có một cô gái đẹp với tấm xiêm lụa mỏng như mây trời được phô bày trọn vẹn thân vóc ngọc ngà với các đường cong uốn lượn cô gái ấy đang múa một khúc điệu lã lời gợi tình hát một giọng hát như bồ câu gọi bàn như hòa gọi bướm nếu có một gã thanh niên trẻ trùng khí huyết dư tràn hai tay bừng hai bát dầu đầy có ngọn buộc phải đi qua chỗ cô gái đó. Tên đao phủ có nhà vua, cầm kiếm đi sau, nói với thanh niên rằng Này người kia, không được nhắm mắt, không được bịch tay, hãy đi qua chỗ mỹ nhân. Chỗ nào ngươi làm rơi một giọt dầu, chỗ ấy đầu của ngươi sẽ bị lìa khỏi cổ. Nếu người đi qua hết chỗ mỹ nhân, mà không có một giọt dầu nào rơi ra ngoài, Người sẽ được một ngàn đồng tiền vàng Này các tỳ kheo Các thầy nghĩ như thế nào? Một ngàn đồng tiền vàng dễ dàng bỏ vào túi hay khó bỏ? Được chư tăng trả lời là khó thầy Đức Phật tiếp Này các thầy tỳ kheo Thật dễ dàng thầy Là một ngàn đồng tiền vàng Tại sao vậy? vì người thanh niên ấy sợ cây kiếm, sợ đầu rơi khỏi cổ, sợ mất tính mạng mình, nên y sẽ thận trọng, cố gắng tỉnh giác. Và do như vậy, y sẽ dễ dàng đi qua chỗ mỹ nhân mà chả hề làm rơi giọt dầu nào. Để cho chư tỳ kheo lãnh hội sự thật, đã được khéo giảng thuyết, khéo ví dụ, Đức Thế Tôn lại tiếp. Này các thầy tỳ kheo Bà hiền trí thỏa xưa Không có cây gươm ham dọa đi sau Và sự thử thách Cạm bẫy Cám dỗ Không phải chỉ thời gian một hồi trống Mà suốt bảy ngày bảy đêm Trên đường trường Bất kỳ ở đâu Bất kỳ lúc nào Sự thử thách Cám dỗ Cạm bẫy Không phải chỉ một mỹ nhân mà thật sự là thiên sắc, thiên ngầm, thiên hương, thiên vị, thiên xúc. Thế mà bậc hiền trí vẫn không phóng vật, an trú niệm, cột giữ các căn suốt năm mươi gió tuần. Đi đến nơi đến chỗ, không chỉ đạt được một ngàn đồng tiền vàng, mà đạt được cả quát độ Đức Thế Tôn im lặng. Sau khi chư tỳ kheo thưa thỉnh ba lần, Ngài mới kể chuyện quá khứ, đã quên vào dĩ vãng như sau. Thuở Đức Vua Ramadatta, trị vì vương quốc Ba La Nại, Ngài có một trăm người con và Bồ Tát là hoàng tử trẻ nhất. Đức Vua có nhiều từ tầm và giàu lòng bố thí. Hàng ngày trong cung điện bao giờ cũng có vị độc giác Phật từ Hy Mã Lạp Sơn đến Dùng Cơm. Nhà vua cúng dường không mệt mỏi, không có thói thất, Bồ Tát, tức Hoàng tử Úc, hoan hỷ việc làm của vua cha, nên thành tầm cung kính phục vụ các vị ấy, không thiếu thứ gì. Một hôm, Hoàng tử suy nghĩ, ta có những 99 người anh, nhưng chỉ có một vương quốc. Bây giờ vua cha còn tại thế, với tình thương đồng đều, ai cũng có chút ít của cải, tài sản. Nhưng chẳng biết, khi vua cho thăng hạ, ta sẽ như thế nào? Chốn vương vị lợi danh, dễ đổ máu và dễ mê đắm lòng người. Nếu biết là chỗ nguy hiểm, thì ta nên tránh xa. Các vị độc giác Phật này có thần thông biết quá khứ vị lai, vì ta hay đem điều đó để hỏi quý ngài xem sao. Ngày sau, khi các vị độc giác Phật đến, hoàng tử đem lại bình tinh thủy, lọc nước, rửa chân cho các vị ấy, lau cho khô với khăn vái sạch, dần cúng các món ăn thường hàng. Sau khi các ngài dùng xong, hoàng tử dần nước và tầm xế rằng khăn trắng lau tay. Khi các ngài đã ôm bát, hoàng tử đến đảnh lễ ngồi xuống một bên và trình bày sự thắc mắc của mình thưa các bà cản sĩ thanh tịnh còn ở chỗ cõi trận mắt thịt tối tăm thật không biết chỗ nào trong chỗ nào đục không biết chỗ nào tốt chỗ nào xấu không biết chỗ nào nên nở chỗ nào nên đi tương lai thật là mù mịt bấp bênh và vô định vậy xin các ngài tự bi chỉ giáo cho con Việc nên làm và việc không nên làm, để an lạc lâu dài cho con về sau. Vị trưởng lão đọc giác Phật, chăm chú nhìn hoàng tử một hồi lâu, rồi khẽ nói: "Hoàng tử có thể tưởng tượng được cái rộng lớn vô cùng của hư không và biến cả chứ? Và dạ, con làm được." Những tư duy, những vấn đề, những câu hỏi của hoàng tử cũng thật là mênh mông rộng lớn như vậy đó. Đấy là những tìm kiếm một đời, hai đời, nhiều trăm ngàn đời của những ẩn sĩ cô độc giữa rừng sâu. Có những hiền triết, đạo nhân từ ngàn xưa cho đến ngàn sau vậy. Ở đây, hoàng tử đặt vấn đề có giới hạn hay không có giới hạn đây. Hoàng tử chợt ngó ngàng, bối rối, lúng túng. Dạ thưa Tâm trí còn chưa đủ rộng lớn Để đạt những vấn đề mênh mông vô giới hạn Ở đây Thật nhỏ bé và tầm thường Là tương lai và hạnh phúc của một đời người Lại được giới hạn nơi những nhu cầu tối thiểu dáng dị nhất Ví như một hạ thoa nằm trong trái chín Đến thời kỳ Vỏ sẽ nứt ra Và hạt bung ra Cái hạt ấy Cần phải nương gá vào một chỗ nào đủ đất Đủ nước Đủ không khí Đủ ánh sáng không sâu bọ để nó có khả năng lớn lên đón sương đón gió đón ánh trăng nắng ấm mà sống đời an lạc và cho sắc cho hương bạch các ngài con chỉ muốn như hạt hoa ấy là vấn đề giới hạn của con vì trưởng lão đọc giác phật hoan hỉ mỉm cười, <cười> thật khiêm tốn thầy thật là khiêm tốn thầy là ước mơ của một vị hoàng tử vì tâm đức của hoàng tử nên ta tiết lộ cho hoàng tử hay cái hạt hoa không thể sống an lạc cho sắc cho hương ở trong quốc độ này nói cụ thể hơn hoàng tử không thể được vương quốc đâu dạ phải mà chính điều đó con cũng không muốn nếu vua cha truyền ngôi cho con thì còn cũng không thể nhận bỏ trưởng mà lập thứ là mầm tai họa và loạn ly trong nước con muốn nói rằng còn có thể có một ít của cải và tài sản để sống chung với các anh con một cách thuận hòa và tốt đẹp chăng ngay chút ít tài sản và của cải ấy cũng không có trong vương quốc này đâu cái hạt hoa ấy mà rơi xuống quốc độ này nó sẽ không tồn tại huống hồ cho sắc cho hương sợ rằng vị hoàng tử hiền lương này sẽ đau khổ. Vị trưởng lão đọc giác Phật nói thêm. Tùy thế, nó sẽ có môi trường khác, sức bùng của hạt hoài, phải xa mạnh hơn chút nữa. Nó sẽ gặp môi trường thuận lợi, không những nó sống, mà còn tăng trưởng mạnh, cho nhiều sắc hương, tươi thắm và đượm nồng. Hoàng tử như vịnh được chiếc phào trong dòng biển lớn, Xin ngài từ bi chỉ dạy Cách đây rất xa Tại nước Ra, Thành phố Takashila Hoàng tử mà đi đến đó Được trong vòng 7 ngày Thì hoàng tử sẽ đạt vương quốc Nhưng biết hoàng tử Có thể tới nơi đó Được bình an chăng Khi mà trên đường đi Thật vô cùng nguy hiểm Con thật không dám đại ngôn Khi nói rằng Chắc chắn con có thể tới được nơi đó có hai con đường để đi đến vườn quốc gần Hà Ra. Một đường đi vòng quanh khu rừng, ít nguy hiểm, nhưng xa đến một trăm gió tuần. Thời gian một tuần, chẳng thể đi kịp. Con đường thứ hai, đi bằng qua những khu rừng, chỉ nằm mười gió tuần. Đi suốt ngày suốt đêm, thì có thể đến kịp. Nhưng con đường ngắn này vừa chèo leo hiểm trở, vừa độc trùng thú dữ, lại vừa bị sự thử thách. Cám dỗ của phi nhờn, ma quân, hoàng tử thử liệu sức mình như thế nào, muốn lấy được vương quốc, thật không dễ gì đâu. Hay là thôi đi cái ý định này đi, đến được gần hà ra mà vô sự, yên ổn, còn khó khăn hơn mà bằng hai tay bơi qua biển lớn. Cái thế của con Là phải lấy đó hoài Đó hòa vương quốc Nhất định con sẽ lấy được Vậy con hãy lên đường ngay Vì đọc giác Phật ban lời dạy Điều phải ghi nhớ nằm lòng Đinh ninh như nhất Là dầu gặp hoàn cảnh nào Cũng phải an trú chánh niệm Thu thúc lục căng Giới hạnh trong sáng như trăng rằm Nhu cầu khổ hạnh Bảy ngày bảy đêm tinh tấn tỉnh thức không một niệm biến nhát thối thất hay dễ dùi. và như thế vương quốc sẽ ở trong tay hoàng tử bây giờ ta cho vật hộ thần nhưng nên nhớ vật hộ thân này chỉ bảo vệ tốt những kẻ không có tà khí nói thế xong ngài niệm chú một hồi rồi trào cho hoàng tử một lá bùa bằng cát còn một sợi chỉ Lại còn dân rằng Bình thường để trên ngực Giữ chánh khí thì được an Lúc cảm thấy nguy hiểm nhất Lấy bùa này Lấy chỉ này Cột lên búi tóc Thì tất cả các loại phi nhân Từ sáu cõi trời dục giới trở xuống Chư thiền thì giúp đỡ Hô trì Còn ma quân Gia xoa A tu la thì không dám đến gần. Huống nữa là xúc phạm. Trao bùa xong, tất cả các vị độc giác Phật biến mất giữa hư không mà về hy mã lạp sơn. Hoàng tử đến từ giả vương phụ và mẫu hậu, từ giả những người thân tín, bằng hữu, tay chân thuộc hạ, rồi nói rõ ý định của mình. Có năm người trong chúng xin đi theo. Hoàng tử khuyên ngăn. Không được đâu, ta tin vào ta nên ta đi còn các bạn sợ rằng sự nguy hiểm sự cám dỗ sẽ lấy đi tánh mạng ở dọc đường đừng làm việc gì quá sức mình năm người tùy tùng đồng thành nói rằng đi với hoàng tử làm sao chúng tôi dám sợ nguy hiểm và bị cám dỗ được chẳng khuyên ngăn được hoàng tử phải để cho họ đi theo họ khoác hành tràng lên đường khi trời đất còn mờ sương họ tiết giảm tối đa thời gian nghỉ ngơi và ăn uống. Ngày thứ nhất, họ đến địa cầu khu rừng được an toàn. Nghĩ đến lời dặn của vị trưởng lão đọc giác Phật, hoàng tử nói với thuộc hạ rằng Núi rừng tươi đẹp, cây xanh mát mẻ. Chúng ta sẽ bộ hành thoải mái, không mất sức, nhưng bắt đầu từ đây. Ta phải cảnh giác, an trú niệm vượt qua khói cơm rừng đầu tiên thì bóng chiều đã ngã bóng cây xèo tán sương mờ huyền ảo một con suối rực nứt mùi hương hiện ra trước tầm mắt như một phép màu một xóm nhỏ với lầu cát, với những căn nhà nhỏ xinh, rực rỡ hoa trèo và đèn kết, nằm thanh thản, bình yên trên nền đá trắng, với những cụm hoa vàng, hoa già càm, hoa màu tía nhạt, cá đoàn bần khuần. Con đường mòn chạy viền bãi có xanh, như giải lùa bạch, chiếc cầu đá lờ thờ liễu rũ, một cô gái đẹp như tiên ngà, bước qua bằng gót sen yếu điệu tay vịnh cành liễu, nụ cười đẹp mê hồn, các giọng oanh vàng thỏa thẻ. Xin hoàng tử hãy tạm dừng góp phong vân. Đây là đào nguyên phong nguyệt quán, nọ là nhất dạ mê hồn lâu, là chốn phong lưu, là non bồng trên trần thế. Trời đã tối, lâu trình còn xa, sao không ghé qua một đêm cho chúng thiếp được quạt hầu bên gối. Hoa nở chóng tàn, đêm xuân nào mấy chắc, Hãy vui đi, cho khỏi uổng phí ngày xanh. Nói như thế xong, một đoàn tiên nữ vén mây bước ra. Xì máu mỏng như làn sương, dáng ngà uyển chuyển, vóc ngọc lâu lậu. Nụ cười gợi tình, năm người tùy tùng tiêm đập bồi hồi. Đôi chân như sụm xuống, không cắt bước đi nổi nữa. Hoàng tử một thoáng rung động, nhưng an trú niệm lại ngay. Mắt nhìn thẳng, Chân bước đều An nhiên hùng dũng như viên hộ tướng Nam thuộc hạ thay thế Như được hồi sinh Dẫu uể hoại Nhưng cũng phải bước theo bỗng nhiên có một người đi chăm lại Hoàng tử nói Sao người không đi nhanh Cho kịp các bạn ấy <laughs> Thưa hoàng tử Chân tôi bị đau Chỉ cần ngồi nghỉ nơi xóm này một lát Lấy lại sức tôi sẽ lên đường ngay <laughs> Hoàng tử nhăn mày Ngươi có biết rằng Chúng là phi nhân dạ xoa Chúng lấy sắc đẹp quyến dụ ngươi Rồi qua một đêm Ngươi chỉ còn là một đống xương trắng Hãy nhớ lấy Dẫu sự việc có là như vậy Tôi cũng không đi được nữa Thưa hoàng tử Nhìn thần sắc và nghe giọng nói Hoàng tử biết khó mà lấy chuyển được y Bèn thở dài mà thàn Ôi sắc đẹp Người đã đánh thắng một người bạn của ta ngay chính nơi vương quốc dịu dàng mê hoặc của người. Người là mũi tên có tẩm độc, chập tròn hoa thắm hương thơm, bắn thẳng vào tim, không nhức đau, chỉ là vết thương êm ái. Nhưng ta sẽ vĩnh viễn đánh bại ngươi, bằng an trú niệm, bằng sự tỉnh thức miên tục trường kỳ. Rồi xót xa mà tiếp tục lên đường với bốn người còn lại. Chàng trai đắm sách, sau một đêm với đám mỹ nhận, thịt và máu của chàng chưa đủ một bữa tiệc đầy mồi cho các dạ xoa nữ đêm thứ hai năm người như đi lạc vào một thế giới âm thanh mê hoặc và sao xuyến lòng người đầu suối triền non lầm cây đau đầu, đầu cuốn vọng lại giọng ca tiếng hát giặc diều xen lẫn vào giọng ca tiếng hát và lời thỏa thể tình tự là tiếng cười mời mọc đôi khi như hờn yêu, nóng niệu. Hoàng tử tỉnh thức ngày. Đấy là mặt rót vào tay, là lưỡi kiếm vô hình, vô ảnh xuyên ngọt vào trái tim của ý chí, vào khối óc kiên cường, không một dấu tích. Hay hàng trú niệm đi các bạn, kẻ nào bạn nhược tâm hồn, sẽ nằm xuống vĩnh viễn nơi chiếc giường nghe mái và không còn ngồi dậy được nữa. Trên ngọn đồi thấp, một bầy tiếng nữ ẩn hiện như hư như thật như có như không. Một tiên nữ hiện ra dưới vòng hoa, các giọng mời gọi như ngọc. Đêm xuân nào mấy khắc, chư Lan Quân, hãy vào đây cùng chúng thiếp, ôm đàn mà vỗ một khúc đáo nhập thiên thai. Mọi người chờ đi chậm lại, hoàng tử hỏi. Sao vậy? Lại đau chân nữa ư? Ờ, không, tôi bị đau bụng người kia lát đầu. Hoàng tử thoáng nghe nhạc điệu như chợt thay đổi, thánh thoát và mê ly đến cùng cực, thỉnh thoảng lại xen lẫn vài tiếng rền nữ ử dâm dật. Tiếng thốt khẽ như đào đứng, như khoái lạc. Hoàng tử tỉnh thức cao độ, mà trái tim vẫn rung động mấy lần, chàng cắn rằng, kiên gàng chờ đợi kẻ đồng hành của mình. Ma thầm nghĩ Một khắc thắng niệm của mình thì ở đây Ngày mai Sẽ là năm đóng xương trắng Người kia mê loạn nói Hoàng tử hãy đi đi Tôi sẽ tình nguyện chết ở đây Lấy tất cả ý chí Thốt lên một lời nói chưa từng được nghe Hoàng tử nói Hỡi <laughs> thiên âm ma quân Người đã thắng chiếc cầu vòng ngũ sắc âm thanh của ngươi đã êm ái đưa linh hồn bạn của ta đến chỗ khoái lạc và tử vong ta tán thán cái tài quyến dụ mê hoặc của ngươi còn mạnh hơn thiên binh vạn mã còn va động khủng khiếp hơn dao đá chiếc lưới mịn màng và vô hình của ngươi không buộc được gót chân của đệ tử bạc ẩn sĩ đâu lại một lần nữa đệ tử bạc ẩn sĩ đã đánh bại ngươi hỏi thiên âm ma quân ta đánh bại ngươi mà ngươi không tử thương người không tàn úa giấu một cánh hoa ta đánh bại ngươi bằng tâm niệm hòa bình vũ khí uy nhất và tối hậu của ta là an trú niệm là sự tỉnh thức miên tục trường kỳ nói xong biển âm thanh của già xoa nữ chợt tàn biến mất trong hư không hoàng tử cùng ba người còn lại tiếp tục lên đường nhưng kẻ còn lại sáng mai chỉ còn là một đống sương trắng tuần tự là như vậy hoàng tử vượt qua, vượt qua, đến khu rừng thiên hương, kẻ mê đắm hương rớt lại. Đến chỗ khu rừng thiên vị, người mê đắm vị rớt lại. Đến chỗ khu rừng thiên xúc, kẻ mê đắm xúc rớt lại. Hoàng tử là chiến sĩ duy nhất và cuối cùng hiền ngàn bước qua năm cam bảy mà không cần lấy chỉ cọc bùa lên búi tóc chúa giả xoa nữ bà mồi trợn mày hợp đoàn giả xoa lại các ngươi là đồ ăn hại chỉ có sáu con ngồi mà cũng để cho vượt một con hãy chịu tội đi đoàn giả xoa đồng quỳ xuống xin chúa tha tội xin chúa tha tội chúa giả xoa gầm lên giận dữ cá bọn đồng thanh tàu chúng con ngoan, chúng con thật là hết khả năng làm sao chúng con lại đủ khả năng Đánh bại đệ tử của bậc ẩn sĩ Nghe nội thế Chúa già dạ Soa diêu dòng Thế à Nếu thì đúng là đệ tử chân truyền Của các vị ẩn sĩ ở Tuyết Sơn Thì ta tha tội cho Xin chúa ra tay Và tấm trái tim của nó Nữ chúa già dạ xòa Chợt hóa hình thành một con quỷ sáu đầu Mười hai tay Mười hai chân các giọng cười rúng động cả hư không ta mà ra tay thì thầy cô y ta cũng quấn trong sim huống hồ là tên đệ tử cho các người lui khi nào có lệnh phải tụ hợp đầy đủ trong nháy mắt để ý tên trẻ ranh cứng đầu ấy cho ta biền hóa hiện ngày dùng sát một thiên nữ đẹp đến chim sa cá lặn dùng thần lực theo sát sau lưng hoàng tử nhắc đến hoàng tử sau khi vượt thoát năm loại cám dỗ bước ra khỏi khu rừng với đất trời quang đảng chàng từ nhủ tuy ta để chiến thắng nhờ không phóng vật nhờ hàng trú niệm và tỉnh thức cao độ nhưng đến đây chưa hẳn là an toàn ở cái nơi bình lặng của xóm làng Có con người rộng rãi Chờ búa và thi trấn Biết đâu loài chúa của dạ xoa Vắng đặt sẵn cả bẫy ở đó Nghĩ như thế Hoàng tử tuyệt đối cảnh giác đề phòng Chàng ơi Đợi tiếp đi với Hoàng tử cảm nghe rúng động Chưa kịp phản ứng Thì một mùi hương kỳ lạ Ngày ngất phủ trùm lấy chàng làm cho các đầu dày thần kinh choáng váng, run bần bật, chàng tỉnh thức, cắn lưỡi phùng máu, âm thành mấy hoạt kia, môi hương quái ác nọ, làm cho thân tâm chàng như mê màng, nửa tỉnh nửa say. Mất hết mọi khả năng phản kháng, trong vô thức, chàng quay đầu nhìn lại, thì ói trời, xích chút nữa chàng chết đứng, dưới trời đất này sao có người đẹp đến thế? cả con người nàng đều phát tiết ra, chân bày trọn vẹn, tuyệt hảo tất cả cái hoàng mỹ nhất của tạo hóa. Kèm thêm cái no đầy, tươi mát, tràn trề của khoái lạc nhục dục. Hoàng tử thấy mình hoàn toàn kiệt sức. Mọi ý chí phân đấu đều đã tê liệt. Mọi gọi kêu của trí năng đều không còn vang vọng. Chàng không còn tuần theo khối óc của chàng nữa. Một bản năng xác thịt và hàm muốn từ vùng cầm nín cuồn cuộn trào vọt ra chàng đưa hai tay đồng lõa mời gọi đắm đuối rung rẩy cả thể xác và chờ đợi nữ chúa già xoa không cảm thấy ngạc nhiên trước sự chiến thắng này chính những bậc ẩn sĩ những ông bồ tát cũng đã từng bị nàng hà đo ván trên chiếc giường thất bảo mê ly của nàng hoa hiếm nàng mới thất bại Nàng bước tới Với khoe mắt Với nụ cười Với tiếng nói Với mùi hương Với vòng tay mở rộng an tịnh Với xì mì mịn màng trong suốt Hoàng tử mềm màng bước đến Nữ chúa già xòa xét chặt vòng tay Bóng nàng thối lùi Da mặt tái xanh hốt hoảng Một cái gì đó Chớp nhoáng như làng điện Buốt ngọt như mũi tên nhọn hoắt Xuyên vào ngực nàng đào điển toát màu hồi Một cái gì đó nữa như nhát vào lìa ngay khi nàng sắp chạm vào thân thể của hoàng tử nữ chúa già xoa đứng ngay kinh hoàng hai mắt trợn trần ngạc nhiên không xiết kể về phần hoàng tử sau phút giây đó như từ vùng đen đặc tối tầm một điểm sáng lóe lên rồi dần dần lan rộng mọi cơ năng cảm quan và ý chí bắt đầu hồi phục. Hoàng tử đã hiểu mọi chuyện, cắn đứt một chút lưỡi, phun ra một bụng máu, rồi chậm rãi bước đi. Hai tay chàng tự nhiên đưa lên ngực, ở đó có lá bùa cát. Nếu không có vật hộ thân này, chàng đã vĩnh viễn nằm xuống. Nhờ uy lực của vị trưởng lão đọc giác Phật, nữ chúa già xòa không thể xâm phạm đến hoàng tử, mà phải chịu thất bại đạo đớn tuy thế vẫn còn nữ chúa già xòa thầm nghĩ rằng cuộc chiến đấu thiên nan vạn nan đây nhưng đối thủ xứng tay thì sự chiến thắng mới đáng hãnh diện ta còn có thiên vị thiên xúc đồng thời lặp đi lặp mãi thiên sắc thiên âm Tỉnh thoảng phải tung một loạt năm loại vũ khí tối thượng nhưng cũng phải coi chừng vì dường như nơi ngực hắn ta có một cái gì rất đáng ngại từ lúc đó nơi chúa già xòa như hình về bóng theo bền hoàng tử khi bên phải khi bên trái lúc đằng trước lúc đằng sau dùng đủ mọi cách để quyến rũ nhưng bây giờ sau phút làm nguy sắp rơi vào vực thẳm hoàng tử đã lấy lại sự tỉnh thức ban đầu nên kiên định vững vàng như đỉnh núi khó có gì lấy chuyển nổi trên đường có người hỏi này mỹ nhân người đi trước nàng là ai vậy là người chồng trẻ của tôi thưa các ông này bạn khi bạn có người vợ trẻ tuyệt sắc mí miều đẹp như bó hoa rực rỡ như vòng hoa nàng đã bỏ gia đình mà theo bạn và đặt lòng tin nơi bạn vậy sao không chậm chân một chút để cùng đi với nhau tay trong tay hoặc nữa là kề sát nhau hơn nó nào lại lạnh lùng vô tình đến thế Hoàng tự đáp mà không nhìn ngang nhìn ngửa. Các bác hay coi chừng, nó không là nữ chúa dạ xoa, cũng là đầu nậu dạ xoa đấy. Chẳng phải là vợ tôi đâu. Nó đã quyến rũ và ăn thịt năm người bạn đồng hành của tôi. Nữ chúa già xoa cười duyên dáng mà đáp. Ôi, thưa các ông, khi mà người đàn ông đã có lý do phản nộ, thì người vợ đầu gối tay ấp cũng cho là già xoa là quỷ hết. Người ta tính nàng còn hoàng tử thì cứ mò mật rạo bước Tất cả như thoảng ngoài tài Nữ chúa già xòa bắt đầu tức tối Hâm hật Khi thì hiện hình có màn Khi thì hiện dáng đã sanh còn Khi thì ẩm còn bền nách Đến mỗi trạm dần trần Nữ chúa già xòa bày biện thức ăn ngon Và ngát mùi hương thơm Chỉ nhìn và ngửi thôi Cũng đã rõ thèm Nàng trang hoàng chó nằm êm mãi và khiêu gợi như chiếc giường của già ma phu nhân rồi tró tài núng niều, phô lưng phô ngực phô thịt da lộ lộ bằng trăm phương nghìn kể cho hoàng tử động tình gục ngã nữ chúa già xòa đã lầm hoàng tử của chúng ta vĩnh viễn là kẻ chiến thắng còn một đổi đường nữa là vào vườn quốc hoàng tử ngàn nhiên quay mặt mặt đối mặt với nữ chúa già xòa mỉm cười mà nói rằng nữ chúa ma quân ngươi không còn là kẻ vô địch nữa nữ chúa già dạ xòa cũng mỉm cười đáp ta không tin như thế rồi có lúc ngươi cũng phải nằm xuống trường tới mà liễm gót chân của ta hoàng tử cười ha hả một hồi lâu rồi nghiêm sát mặt rồi có lúc ngươi cũng tàn theo bóng tối đến trước cổng vào cùng hoàng tử dừng chân ở nhà chìm bãi nghĩ rằng nếu có nguy hiểm nguy hiểm vào khắc cuối cùng. Ta sẽ bảo vệ tuyệt đối an toàn bằng lá bùa hộ mệnh của ta. Bèn lấy sa chỉ cột bùa lên búi tóc, cầm gươm và đứng dậy. Chiều xuống và tối lại, nữ chúa già xoa hy vọng đêm này sẽ đánh gục hoàng tử bằng một chiến thuật tối hậu. Nhưng vừa bước vào cửa, nàng lại thục lùi, sợ hãi. Hoàng tử cầm gươm đứng bất động như pho tượng là hẳn. Từ đó toát ra một quy lực bất khả xâm phạm, lâu lâu nàng lại nhìn vào, nhưng hoàng tử vẫn không đổi tư thế. Thanh gươm chắp chóa ánh trăng, không hề lấy động, một cái gì lạnh buốt va vào trán nàng, làm nàng rung lẩy bẩy. Nữ chúa già xoa thở dài, tuy thế nàng vẫn kiên gàng đứng chờ. Cành bà sáng, biết là giờ khác quan trọng nếu không chiến thắng thì nàng vĩnh viễn sẽ chiến bại nữ chúa dạ xòa bèn huy động tất cả chiến thuật mê hồn nhất của loài mà nàng hiện hình thành hàng chục vị thiên nữ đẹp đến mê hồn lạc phách trăng truồng ngẩn hiện nửa kính nửa hở hương của cõi trời sực nứt gian phòng tiếng lời giam loạn lắng nhạc ca du dương như đưa người vào cuộc đám say trường lạc suốt đêm như thế nhưng nữ chúa già xoa so đã thất bại thảm hại Nàng vẫn chưa chịu bỏ cuộc Lại hiện hình thành một thiếu nữ khuê cát Đứng tựa lừng bên cửa Sáng tình mờ Đức vua Ra, Ngự dù hoàn thành Đến nhà chìm bãi Thấy cô gái Tức tóc Ngài cho dừng vôi lại Vua rúng động Mồ hồi vã rạc Hơi thở dồn dập Suốt đời là vì vua chí tột Ông chưa làm chủ được một đỏ hòa thành tầng diễm lệ đã tình như thế. Lâu lắm, nhà vua mới cắt tiếng hỏi không ra hơi. Ờ, nàng, nàng là ai? Từ đâu đến? Có chồng hay chưa? Tiếp là gái có chồng. Chồng Tiếp đang nghỉ ở kia, trong nhà chim bái. Tiếp phải đứng ngoài cửa hầu, mong bệ hạ lượng thứ. Hoàng tử nghe như thế, Tâu với đức vua nó không phải là vợ của tôi nó là nữ chúa dạ xoa nó đang thạch năm người đồng hành của chúng tôi xin bệ hạ hãy thận trọng nữ chúa dạ xoa nói ôi tâu đại vương khi người đàn ông đã đổi dạ thì nó muốn nói gì mà chẳng được đức vua phần vần bất quyết ngươi không phải là chủ nhân của đó hoa bằng xương bằng thịt kia chứ hoàng tử nói đã không phải là chủ Đã không phải quen biết Mà còn sợ nói ăn thịt nữa <laughs> Vậy thì tốt Hãy ăn thịt trắm đi Hãy nữ chúa già so Trong vườn quốc Vật gì không có chủ Là thuộc phần của ta <laughs> Vừa gọi cô gái đến Ấm nàng lên lưng vòi Cho ngồi kề sát mình rồng Dạo khắp một vòng rồi về cùng Đặt lên ngôi vị hoàng hậu Không mấy chốc Việc này được đồn đãi khắp nơi Kẻ hiếu kỳ đi nhìn cô gái Kẻ tò mò đi nhìn hoàng tử Ai cũng ngạc nhiên Sao hoàng tử lại từ chối không nhận vợ là một cô gái đẹp tuyệt trần Một số quan lại Đến gặp hoàng tử để mong hiểu tường tận sự việc Hoàng tử cứ thực tình kể lại những cám dỗ của nữ chúa già xoa Suốt trên đường đi Đã ăn thịt năm người bạn đồng hành của mình như thế nào các vị đại thần đứng dậy nghi người xá lại hoàng tử rồi kính cẩn thốt lên vĩ đại thay là chiến thắng này chiến thắng một vạn quân không bằng trong một niệm chiến thắng dục vọng của mình ngài đúng là một bậc đại ẩn sĩ thanh tịnh sau đó lại thàn tại sao quốc độ của chúng ta lại thiếu phước không sản sanh được một đức vua chỉ cần bằng một phần 16 sáu của vị ẩn sĩ này Ôi Mấy chục Mấy trăm người vợ Mà không thỏa cái bầu nhục dục vô độ đó sao Nước nhà sẽ tan nát Vì cái con quỷ cái kia mất thôi Đêm ấy Trên long sàng Nữ chúa già xòa khóc thọn thức Vừa ăn cần hang hỏi Nàng có điều gì không được vừa chăng Nữ chúa già xòa nũng nịu đáp tâu đại vương Thiếp được đại vương thấy ở giữa đường Đem vào cung điện Đặt lên ngôi vị hoàng hậu Ân mưa móc trời biển ấy Thiếp không dám quên Nhưng sống ở đây Giữa đám thứ phi Cung Nga thể nữ Chắc hẳn họ sẽ coi thiếp như thù địch Đại vương có biết Rồi họ sẽ nói như thế nào về thiếp chăng Ai khành cư nói Tâu đại vương Cha ngươi là ai Mẹ ngươi là ai Dòng họ thọ sanh của ngươi như thế nào Ôi Họ sẽ nạt nộ thiếp, Sẽ nhục mạ thiếp, Sẽ nói những câu ngu xuẩn như thế Họ sẽ còn biểu môi biếm nhẽ mà rằng Ngươi là cái thứ chi Mà đến đây nhận ngôi vị hoàng hậu Chỉ là đứa được đức vua Lượm nhạc dọc đường dọc xá đấy thôi Đức vua có vẻ trầm ngầm Trước sự thật đó Nhưng đàn đâm đuối bởi thiền sắc Thiền hường và thiền xúc Nên nói vậy thì trẫm có thể giúp đỡ gì được cho ái khanh không sao lại không phải mà đại vương có yêu gì thiết đâu phải mà với quyền quy của đức vua mà bảo là không biết giúp đỡ được gì thôi vậy thì chúng ta hãy tuyệt tình từ nay nàng ngồi bật dậy quả quyết đức vua hoan hốt nếu nàng lại trẫm yêu ái khanh nhất đời trẫm yêu ái khanh hơn cả cha cả mẹ hơn cả Sơn Hà xã Tắc, hơn cả Tông Môn, Thánh Miếu, hơn cả ông trời ông đất. Khanh muốn cái gì? Đại vương chỉ cần cho tiếp sử dụng quyền nguy và thế lực trên vương quốc này, thì tiếp sẽ bỏ ngoài tay tất cả những lời dèm pha kia. Này Ái Khanh, dấu là vua, nhưng ta không có quyền uy hay thế lực đối với đám lượng dân vô tội ta chỉ có quyền uy và thế lực đối với kẻ phạm pháp kẻ làm điều sai quấy mà thôi vậy thì ta lấy quyền uy và thế lực nào mà cho ai khanh đây gia xoa ngẫm nghĩ một lát vì biết rằng mưu kế của mình đã thành tao đại vương không thế lực cả vương quốc thì thế lực trong nội cung cũng được vả chăng thiếp đây là hoàng hậu thì thiếp có quyền uy như vậy chứ Đức vua đồng ý Thế là hôm sau Nữ chúa già xòa so với đám thị nữ tùy tùng Lấy uy quyền của mình Đi kiểm soát tất cả công phòng cửa ngõ Điểm số người Và kiểm soát họ một cách nghiêm ngặt Giữ tất cả các chìa khóa Và lệnh không cho bất cứ ai Đi đâu cho đến khi có lệnh mới Ai cũng căm giận Nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng vì quyền quy của nàng đã được đức vua đóng dấu có trận son. Đêm sau, trên long sàn, nữ chúa già sò đoạn lìa sanh mạng của đức vua, ăn tất cả gần già, thịt và máu, chỉ để lại xương tóc. Sau đó, dùng thần lực gọi hàng trăm nữ già sò thuộc hạ, trao cho các chìa khóa phòng, lần lượt ăn thịt thá tất cả cùng ngà thể nữ cho đến gà chó cũng không bỏ sót các loài vật to lớn như voi ngựa thì chúng không thèm ăn chỉ giết làm thú tiêu khiển mờ sáng nữ chúa già xòa oai vệ phi ra cổng thành theo sau là thuộc hạ của mình về trú xứ của chúng bỏ lại đằng sau cung điện rỗng không lạnh ngắt mặt trời lên đã lâu mà cổng thành không ai mở Giờ cành không ai báo Lầu cao lầu thấp y miệng Cửa đồng cửa tây vắng hòe Tấp bên ngoài thành sinh nghi Hồ hoáng lên Một số phá thành đập cửa mà vào Đào đầu cúng xương thịt má mè vương vãi, Không còn một ai sống sót Cả thành phố rúng động Kéo nhau đến tận nơi để xem các vị lão đại thần cho họp bá hoàng để xử lý mọi việc trên đống xương tàn khi tất cả mọi nơi đều đã được thu dọn sạch sẽ một cuộc hội nghị khẩn cấp được hình thành họ thảo luận vấn đề ngôi vua đang bị bỏ trống chuyên người thanh niên nói về nữ chúa già xoa là có thật con nhà vua của chúng ta vì đám sắc mà bị mạnh trùng nếu chúng ta cần một đức vua đoàn chính để trong họ được nhờ sao ta không chịu thỉnh ngày chính thanh niên ấy y hiện đang ở nhà chiêm bái hai đêm một ngày cầm gươm chiến đấu với nữ chúa già dạ xoa không cần ăn không cần ngủ thần bất động như tưởng thần là hãn khí sắc an nhiên trầm tĩnh như hư không kẻ mà lục cần thanh tịnh đến độ vượt qua sáu loại cám dỗ của ma quần kiên trì và giống lực an trú niệm để chiến thắng ca dục vọng của chính mình lại không xứng đáng cho vương quốc này tôn thờ đến ngàn sao huống hồ chỉ làm vua văn võ bá hoàng nhất trí tùng hột vui tươi hoan hỷ thế là cung điện lại treo đèn hoa kết làm biết những thảm cỏ xanh rải hương sông hương các nơi máu tành dồ ỷ làm sạch các vạch máu trên tường nơi cửa sổ dưới nền hoa bá hoàng văn võ nam phụ lão ấu kéo theo tầng đoàn sau lưng chiếc kiều rầm rộ đến nhà chim bãi trong khi đó dân chúng khắp kinh thành hay truyền lại chân bày bàn hương bái vọng nô nước vui cười reo cà nhảy múa bần bần cá trời hoang lạc và thanh bình hoàng tử làm lễ quán đảnh lên ngôi vua Tri vì quát độ đúng chánh pháp làm các công đức như bổ thí rồi đi theo nghiệp của mình Đức Phật thuyết xong Im lặng như đất trời vào đại đình Cả hội chúng im lặng theo Chìm lắng trong suy tư Không một tiếng hò Không một cử động của ngón tay Không một hơi thở thồ thảo Họ kính trọng sự im lặng của Đức Bổn Sư Họ kính trọng Pháp Họ kính trọng sự im lặng của chính mình Lâu lắm Đức Thế Tôn lại giống bằng giọng phà mầm Này chứ tỳ kheo, thật khi hiểu thầy cho câu chuyện trên là bài pháp thậm thầm thầm vi diệu chưa từng được nghe. Các thầy biết gì, hiểu gì? Này chứ tỳ kheo, hoàng tử vượt qua năm loại cám dỗ ấy là như lại, Nhờ vượt qua năm loại cám dỗ mà hoàng tử đạt được vương vị. Này chứ tỳ kheo, nếu ý nghĩ chỉ có tầng ấy thì như lai không nói là thầm thầm vi diệu tại sao ăn đức của pháp to lớn vậy thầy sự nhiệm màu của pháp vĩ đại vậy thầy sự an bài của pháp hí hữu vậy thầy này chứ tỳ kheo bài pháp ấy phải hiểu được một cách rõ ràng như sau năm loại cám dỗ được xếp đặt trong năm khu rừng cám dỗ khác nhau năm người đồng hành gục ngã được tượng trưng cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vậy kiên trì, kiên gan, đầy giống lực, an trí niệm được tượng trưng cho hoàng tử. này chư tỳ kheo trên đường cầu đạo bồ đề tiếng tù vàng lào đầy những cạm bẫy nếu không gục ngã kẻ ấy vẫn tồn tại trong giáo pháp của như lai y không gục ngã vắng cầm gươm, không lung lay, thì cuối cùng, y vẫn đạt được hương vị, đạt được đó hòa vương quốc. Đó hòa vương quốc ấy, phải được hiểu thêm, là chân phúc, an lạc tối thắng, là cực lạc, là niết bàn. Và tại sao vị hoàng tử phải lên đường trong vòng bảy ngày? Điều này Như Lai đã từng nói. Khéo thuyết pháp tu tứ niệm xứ của Như Lai thật không cần phải trải qua bảy năm, bảy tháng, mà chỉ cần bảy ngày rốt ráo, nhất tâm, tỉnh thức, an trú, thì đó hòa vương quốc sẽ nằm trong lòng bàn tay của vị đó. Các người cứ như vậy mà thọ trì. Nếu anh đi được trên mặt nước, anh hơn gì một cọng rơm. Nếu anh bay liền giữa không trùng, anh hơn gì một con ruồi nhưng nếu anh chế ngự được tâm hồn anh anh quá là một nhân vật phi thường